Trong chương trình ngày hôm nay, tôi xoay bóng, tôi lau rửa và nhìn ra chỗ khác. Nước Nga có diện tích lớn nhất trên thế giới. Vì vậy, đường sắt là hình thức giao thông được người dân Nga ưu ái lựa chọn. Chiều dài tổng cộng của mạng đường sắt trên lãnh thổ Nga là vào khoảng 100.000 km. Nhờ đó, người ta có thể kiểm soát được một lãnh thổ lớn như vậy. Đường sắt được sử dụng để vận chuyển hàng hóa và, quan trọng hơn, để triển khai binh lính. Vladikavkaz là căn cứ đóng quân của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 19, là đơn vị giàu thành tích chiến đấu của quân đội Nga. Tổng quân số của cả lữ đoàn là khoảng 3.000 người, tương đương với số bụi hồng trong vườn ký túc xá của tôi. Tất cả số binh sĩ này cùng trang thiết bị sẽ phải được triển khai cách đó 1.000 km tại doanh trại giã chiến, nằm trong trường bắn Rudboy. Trong các hình thức vận tải, đường sắt là phương án hoàn hảo cho nhiệm vụ của chúng tôi, và ở đây là những điều chúng tôi phải làm. Từ điểm A, vị trí của lữ đoàn tại Vladikavkaz, chúng tôi cần phải chuyển trang thiết bị tới ga tàu và di chuyển suốt 2 ngày qua vùng phía nam nước Nga để có thể tới điểm B, thành phố Volgograd. Để phục vụ công tác chuyển quân, chúng tôi cần 13 đoàn tàu, 256 toa hàng và 120 toa chở người. Đoàn tàu sẽ phải di chuyển gần 800 km. Đối với các binh sĩ, mọi việc bắt đầu bằng việc thu dọn đồ đạc. Các binh sĩ bắt đầu gói ghém quân tư trang, mang theo tất cả những gì cần thiết. Và sau nhiều lượt kiểm tra và tập đội ngũ, họ di chuyển ra xe buýt chở quân. Đây là việc đơn giản, nhưng nếu bạn chưa trải qua huấn luyện, công việc sẽ phức tạp hơn nhiều. Bạn cần phải chuẩn bị khí tài để vận chuyển, đưa nó đến ga tàu và đưa nó lên tòa hàng. Vào buổi sáng ngày đầu tiên, khi đoàn tàu đi tới, nó sẽ ngay lập tức được kiểm tra kỹ lưỡng để phát hiện dù là lỗi nhỏ nhất, sau đó sẽ được duyệt để chất hàng lên. Có rất nhiều loại khí tài có thể đưa lên tàu để chuyên chở. Đây là một toa hàng thông thường, nó có khả năng chở từ 60 đến 70 tấn. Nó thường được sử dụng để chuyên chở các khí tài quân sự. Người ta có thể chất lên đây dằm chiếc UAT, một cặp xe Tigre hay một số loại xe bánh lốp hạng nặng như Uran hay Kamaz. Ngoài ra, nó cũng có thể chở được các loại xe bánh xích như BMP, MTLB hay chở đầy tải với xe tăng T-90. Tuy nhiên, trước khi chất khí tài lên tàu, thì chúng tôi phải chuyển chúng đến nhà ga. Đây là một hoạt động tác chiến độc lập. Sau khi được hướng dẫn, các loại xe cộ sẽ được xếp thành một hàng. Ngồi trên chiếc xe đầu tiên là sĩ quan chịu trách nhiệm giám sát cả đoàn xe. Anh ta sẽ là người nói cho tôi biết về mọi chi tiết của công việc vận chuyển. Được rồi, hãy xem đoàn xe này đi qua thành phố như thế nào. Mikhail, xin chào. Được rồi, chúng ta đã sẵn sàng lên đường. Đi nào. Giờ có tổng cộng bao nhiêu xe ấy nhỉ? Ngay lúc này thì có 16 xe. Vậy là bao nhiêu đội? 4 đội à? 3 đội. Vậy là 3 đội xe cùng với xe hỗ trợ. Giờ thì anh cần vận chuyển chúng đến triển khai tại Volgograd. Anh chuẩn bị công việc này như thế nào? Liệu anh sẽ ra lệnh kiểu như tại Volgograd có rất nhiều muỗi, vì thế các anh phải chuẩn bị tinh thần nhé. Chúng tôi hiểu rõ về vấn đề muỗi và thời tiết nóng bức ở đó, vì chúng tôi đã trải qua khóa huấn luyện an toàn về cách xử lý khi bị bọ ve hay rắn cắn. Vậy là anh đã gần như biết hết tất cả mọi thứ về nơi anh sẽ đến. Đúng. Phải làm gì để tránh một số thứ khó chịu? Đúng. Điểm cuối cùng của chuyến hành trình là thế nào nhỉ? Một dạng thao trường chăng? Anh sẽ đi đâu? Nói đi nào. Đây là lần đầu tiên tôi phải đến một thao trường tại Volgograd. Thao trường gần nhất mà tôi từng huấn luyện là ở Severomov.
thân tốt để được đổi thao trường. Khi tập quá lâu ở một thao trường, anh sẽ cảm thấy nhàm chán vì mọi thứ hoàn thành quá nhanh. Thao trường mới có nghĩa là địa bàn mới, nhiều vấn đề mới cần đối mặt, nhiều mục tiêu mới và trường hợp mới. Những nhiệm vụ này là một phần của cuộc huấn luyện bắt buộc đối với mọi đơn vị trong quân đội để tăng cường khả năng cơ động và cải thiện mức độ sẵn sàng của chiến sĩ khi hoạt động trong môi trường mới. Các anh làm những việc này thường xuyên không? Ý tôi là trong suốt thời gian phục vụ, anh đã tham gia vào bao nhiêu lần diễn tập như thế này rồi? Đây là lần thứ tư của tôi. Vậy nơi anh diễn tập xa nhất là ở đâu? Lần xa nhất là ở Georgia, hơn 500 km. Và những lần khác là luân chuyển giữa các thao trường tại đây cùng tập ca. Điều đấy có nghĩa là hiện giờ Volgograd đủ có thể tính là xa với anh. Đúng là nơi xa nhất tôi từng đi. Những người điều khiển giao thông hỗ trợ cho đoàn xe mọi lúc trên toàn bộ quãng đường. Họ giám sát tốc độ của đoàn xe để chắc chắn các thiết bị quân sự đến kịp nhà ga. Họ đang chắn đường cho chúng ta đi phải không? Đúng, những người điều khiển giao thông đã chặn các phương tiện dân sự lại để cho đoàn xe quân sự có thể tự do đi lại. Không giống như xe tải hay các loại pháo kéo, các loại xe bánh xích hạng nặng phải nhờ máy kéo khi đi lên cầu dẫn. Và cả đoàn xe này phải tập trung lại khu vực cầu dẫn. Cầu dẫn là một bục bằng bê tông, xây cao bằng với độ cao toa hàng của tàu. Chiều dài của cầu dẫn không cố định, nhưng không được ngắn hơn 60m, và độ cao của nó không thấp hơn rìa sân ga. Trên thực tế, nó cũng là một loại sân ga bê tông, khác ở chỗ là nó chịu được tải của xe tăng. Khi việc chuyển giao khí tài đến nhà ga hoàn tất, chúng tôi sẽ bắt đầu đưa chúng lên tàu. Có 3 cách khác nhau để giữ một khí tài trên toa hàng. Bằng chặn bánh, có thể điều chỉnh độ cao, hoặc bằng các khối gỗ và dây giằng, hoặc bằng bộ gá. Từ khi những chiếc xe ra khỏi bãi đỗ, công việc đưa các loại xe bánh lốp lên toa đã bắt đầu ngay sau bữa trưa. Những dụng cụ chặn bánh đặc biệt được đặt phía trước bánh trước và bánh sau xe. Chiếc cà mát chạy vào. Nó và chốt ngang được cài vào để giữ chặt bánh xe. Công việc tương tự cũng được lặp lại ở tất cả các bánh xe. Sau đó, chốt và chặt bánh được bắt vít chặt xuống nền toa hàng. Sau khi các xe bánh lốp đã được đưa lên toa, chúng tôi bắt đầu chuyển tiếp những chiếc xe bánh xích hạng nhẹ, và đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Người ta sử dụng những thứ rất bình thường để cố định xe BMP. Một sợi dây, gỗ tạ và các khối gỗ. Tôi đã có cơ hội để đóng vai một anh chàng thợ mộc của quân đội. Cách thứ hai để cố định xe vào toa tàu được áp dụng cho những loại xe bánh xích hạng nhẹ như các xe BMP-3. Để làm điều này, chúng tôi sử dụng các khối gỗ, dây buộc dày 5 ly và đinh 20 phân cùng các thanh tre này. Những thanh tre được đặt ở phía dưới bánh xích xe từ bên này đến bên kia để ngăn chặn việc những chiếc BMP bị trượt khi tàu di chuyển. Dây được sử dụng để buộc chặt toàn thể khối lại. Vâng, công việc được bắt đầu với những thanh gỗ này. Chúng tôi lấy chúng, đặt chúng xuống sàn toa và đẩy. Sau đó chúng tôi đóng đinh tất cả xuống sàn toa tàu. Và thế là tàu có thể chạy được. Tôi có 40 phút và hai người lính hỗ trợ cho toàn bộ nhiệm vụ này, dù cho tôi cũng hiểu sai chút ít về công việc. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách đặt những thứ này dưới xe BMP à? Hay chúng ta phải đóng đinh mấy thứ này trước? Các anh vừa bảo tôi gì nhỉ? Những thứ này. Hãy nói lại từ đầu nào, liệu chúng ta có đặt mấy thứ này dưới xe BMP không? Đợi đã, anh bảo tôi là không à? Không, chúng tôi cần cái này. Đầu tiên chúng ta sẽ phải đóng đinh mấy khúc to đằng kia xuống. Vậy là chúng ta sẽ lấy mấy khúc to trước. Đúng. Sau khi đã tìm hiểu rõ thứ tự thực hiện, chúng tôi bắt đầu đóng đinh khối gỗ chặn chính. Quy trình tiếp theo như sau: cắm thêm các khối gỗ sâu dưới xích của xe, sử dụng xà beng và sau đó đóng 9 cây đinh vào mỗi khối. Dù cho tôi rất lạc quan lúc đầu, nhưng công việc này cũng không đơn giản gì. Xong, thêm một cái đinh nữa là xích của chiếc xe này sẽ được cố định. Sau vài cú đập búa thì bao nhiêu niềm đam mê của tôi đã bốc hơi hết sạch. Ôi, tôi mệt rồi.
Thế nào? Sau khi hoàn thành công việc đóng các khối gỗ dưới xích xe, chúng tôi còn phải đóng thêm 12 cây đinh nữa vào khối gỗ chặn dọc, giúp ngăn việc chiếc BMP trượt sang ngang. Đó là công việc sáng tạo nhất, đóng so le từng chiếc đinh một. Cuối cùng thì 12 chiếc đinh cũng được đóng xong cố định khối gỗ chặn. Sau đó, những chiến sĩ khác, những người có thể chạm phù hợp chui xuống dưới chiếc BMP và đóng nó vào toa xe. Tuy nhiên, thứ khủng khiếp nhất trong cuộc thi marathon xây dựng này là khóa chiếc xe vào toa tàu chở. Trong khi mọi người đang tiếp tục gắn chiếc BMP 3 bằng các khối gỗ chặn, tôi di chuyển tới chiếc xe quét mìn có tên là UR-77. Mọi thứ rất đơn giản. Đây là dây buộc đường kính 5 ly. Đây là 8 sợi dây và nó cần phải được buộc chặt với một sợi dây thứ 9 to bản hơn hay một cái xà beng. Trên thực tế thì bạn cần xoắn dây lại, nhưng nó không đơn giản là thế. Như họ nói, dây phải buộc chặt tới mức không thể nhúc nhích. Do đó, nó phải được xoắn, không phải chặt mà là rất chặt. Nếu chỉ lỏng một chút thôi, thì chiếc xe sẽ không thể đứng im trên toa chở. Và quan trọng nhất là không được làm đứt sợi cáp. Như là lên dây đàn vậy. Sau khi cố định được chiếc BMP và các loại xe thiết giáp khác, chúng tôi đã gần hơn mục tiêu được vài giờ di chuyển. Tuy nhiên, vẫn còn một nhiệm vụ đưa những gã khổng lồ nặng gần 50 tấn lên tàu. Xe tăng được đưa lên toa chở hàng theo từng nhóm, 4 chiếc một lúc. Vì sao phải làm như thế? Đầu tiên, đại đội trưởng sẽ dễ tìm đơn vị của anh ta hơn, và nó cũng rất thuận lợi lúc đưa xe xuống. Anh ta sẽ đưa cả 4 chiếc xe tăng xuống các toa xe và ngay lập tức về vị trí nhận nhiệm vụ. Điều đó thực sự làm cho việc sử dụng khí tài được thuận tiện hơn. Tuy nhiên, nếu cầu dẫn không đủ dài, thì những chiếc xe tăng này phải di chuyển dọc theo con tàu. Chiều dài toa tàu chở xe tăng là 14,6m, chiều rộng 2,87m. Một điểm thú vị là chiều rộng của xe tăng, nói chính xác hơn là khoảng cách tính từ hai tấm bánh xe tăng bằng với chiều rộng của toa xe. Và điều thú vị hơn, không phải người ta sản xuất toa xe theo thông số của xe tăng, mà là sản xuất xe tăng theo thông số của toa xe tàu hỏa. Nhiệm vụ này cần sự tham gia của cả đại đội trưởng và lái xe của tất cả những chiếc xe tăng. Vì khoảng cách từ rìa toa tàu đến vị trí của xe tăng trên toa thường rất khó để phân biệt từ vị trí của lái tăng, nên người ta phải tạm thời dừng hết mọi giác quan, trừ đôi mắt để thận trọng quan sát nhất cử nhất động của đại đội trưởng. Và giả sử như một lỗi nào đó xảy ra khiến chiếc xe tăng rơi khỏi toa tàu, thì đại đội trưởng là người duy nhất phải chịu trách nhiệm. Sau khi tất cả những chiếc xe tăng đã được đưa lên toa tàu, giờ là lúc để chốt chặn chúng lên đó. Camran, hãy cho tôi biết làm thế nào để cố định được một chiếc xe tăng lên toa tàu. Tôi đã cố định một chiếc BMP. Xe tăng được cố định bởi một thiết bị đặc biệt mà chúng tôi gọi là đinh gót. Nó sẽ gắn vào đâu đó ở đây à? Ngay đây. Từ bên cạnh à? Chúng sẽ được đánh dấu sau khi chiếc xe tăng leo lên được toa xe. Chúng tôi đánh dấu chúng ở giữa và cố định nó vào đinh gót. Các anh sử dụng bao nhiêu chiếc đinh gót này cho một chiếc xe tăng? Chúng tôi sử dụng 8 chiếc cho một xe tăng. Khối lượng của một chiếc T-90 là gần 50 tấn. Thực ra thì cũng không phải cần cố định nó. Sức nặng của cố xe cũng đã đủ. Nhưng nếu chúng ta sử dụng đinh gót, thì chúng sẽ giúp chiếc xe tăng có thêm 8 điểm cố định với sàn toa xe. Cùng với cách này, chúng ta có thể cố định bất kỳ một loại xe bánh xích hạng nặng nào như pháo tự hành M-Star S, hệ thống phòng không Tunguska, Thor và các loại khác.
Đây là chiếc xe tăng đang nổ máy. Sao nó lại nổ máy như thế? Chúng tôi đang gắn những chiếc đinh gót, 4 chiếc trên một xích. Chiếc xe tăng sẽ di chuyển. Di chuyển bình thường à? Đúng, nó sẽ di chuyển với những chiếc đinh gót này. Ý anh là thứ này, nó là đinh gót của xe tăng. Đúng vậy, đây là một mảnh thép lớn. Nó gắn với xe tăng nhờ những phần cạnh sắc này à? Nó gắn ở đây, trên sàn gỗ của toa chở hàng. Trên sàn gỗ của toa chở hàng. Được rồi, tôi sẽ phải làm gì? Nó hoạt động ra sao? Đầu tiên, nó sẽ phải gắn vào đây, ngay tại đây. Và thế thôi à? Khi cố định được chiếc xe tăng và các phương tiện quân sự khác, các toa hàng được kiểm tra lại một lần nữa trước khi móc vào đoàn tàu. Các binh sĩ không tham gia vào công việc này là những người đến ga sau cùng, và bây giờ cũng là lúc lên đường. Các binh sĩ ngồi trong toa tàu hạng thường. Có một điều rất đặc biệt, lính di chuyển trên tàu không sử dụng đệm nằm và ga giường, mà chỉ sử dụng túi ngủ, và quan trọng hơn, họ cần mang theo rất nhiều nước. Chúng tôi mất một ngày để đưa hết binh lính và khí tài lên tàu, và ngay sau khi được phép, chúng tôi đã bắt đầu di chuyển. Con tàu giống như một con rắn khổng lồ lao về phía trước theo tuyến đường sắt bất tận của nước Nga. Cuộc hành quân của chúng tôi sẽ kéo dài khoảng 2 ngày. Vấn đề là trong thời bình, một đoàn tàu quân sự hành quân có quyền ưu tiên chỉ ngang với tàu hàng. Do đó, họ phải nhường chỗ cho các đoàn tàu khác như tàu khách hay tàu khách hạng sang tại các giao điểm. Tuy nhiên, nếu là thời chiến thì tất cả các đoàn tàu khác đều phải dừng lại để nhường đường cho các đoàn tàu quân sự. Tất cả mọi thứ trôi dần qua cửa sổ, lăng mạc, ga tàu, điểm dừng. Nếu như đây là một đoàn tàu dân sự thông thường, thì bạn sẽ luôn có những người bạn đồng hành ngay nhiệt sống và rất nhiều trà. Tuy nhiên, trên đoàn tàu quân sự có luật riêng. Cuộc sống ở đây hoàn toàn khác biệt với cuộc sống ngoài con tàu. Andrei, sĩ quan trực ban trên đoàn tàu quân sự này sẽ kể cho tôi về cuộc sống ấy. Chào Andrei, chúc một ngày tốt lành. Hãy nói cho tôi biết điểm khác biệt giữa cuộc sống trên đoàn tàu này và cuộc sống bên ngoài. Ivan, cơ bản là không có gì khác cả, nó cũng như nhau cả thôi. Chúng tôi có những công việc lặp đi lặp lại theo thời gian biểu, mọi thứ như nhau, từ bình minh đến hoàng hôn. Một đoàn tàu quân sự có ban quản lý riêng, có một trưởng tàu, trợ lý của trưởng tàu và sĩ quan trực ban trong đoàn tàu. Điều này giống như một đơn vị trên mặt đất. Vậy là anh chịu trách nhiệm về kỷ luật của các binh sĩ, ai ở toàn ấy đúng không? Đúng, ý tôi là chịu trách nhiệm về kỷ luật ở đây. Đồng thời, cũng có cảnh vệ tại mỗi nhà ga, khi tàu dừng và cảnh vệ tại các trạm quan sát. Những chiến sĩ cảnh vệ này thực hiện nghĩa vụ như mọi lính cảnh vệ khác. Vâng, anh ta có mang vũ khí không? Tất nhiên là có. Trên một chuyến tàu quân sự, nhiệm vụ canh gác được thực hiện rất nghiêm túc. Tại mỗi điểm dừng, dù vào bất kỳ thời gian nào, chỉ huy cảnh vệ cũng kiểm tra tình hình dọc theo đoàn tàu. Vào buổi đêm, họ được trang bị đèn để kiểm tra khí tài và toa xe. Nếu như ai đó muốn ăn cắp một con ốc từ chiếc xe tăng, cảnh vệ sẽ tịch thu cờ lê của gã đó và bắt gã đến chỉ huy quân sự trên tàu. Sau ngày đầu tiên trên tàu, chúng tôi đã di chuyển được 350 km. Con tàu vẫn sống cuộc sống thường ngày của nó. Các binh sĩ đang đọc thứ gì đó, một số thì chơi bài, một số đơn thuần là ngủ. Quãng thời gian trên con tàu là một phần thưởng nhỏ bù đắp cho những ngày điên cuồng chuẩn bị thiết bị và chuyển chúng lên tàu. Con tàu chở chúng tôi ngày càng xa hơn và xa hơn trên con đường từ điểm A tới điểm B. Hai bên đường dây, cây cối ít dần đi và thay vào đó là những thảo nguyên bất tận. Điều đó có nghĩa là sau hai ngày, chúng tôi đã đến Volgograd. Được rồi, chúng ta đã đến điểm cuối cùng của chuyến du hành bằng tàu. Đây là nhà ga Prudboy. Trường bắn nằm cách đây không xa và những chiếc xe tăng được chuyển đến đó bằng xe quét mìn. Nhưng đầu tiên, chúng cần phải được đưa xuống tàu. Quá trình tháo dỡ xe cộ bắt đầu từ lúc bình minh.
Nó khác một chút so với lúc cố định chúng trên tàu. Đầu tiên, chúng tôi tháo những chiếc đinh thúc khỏi xe tăng và các chiến sĩ lái xe tăng sẽ vào vị trí trên xe của họ và bắt đầu quá trình tháo rỡ. Chuyển sang quá trình tháo rỡ thì giống hệt lúc đưa xe lên tàu, tháo đinh gót khỏi xe tăng, sau đó chúng sẽ di chuyển về bãi đậu nhỏ và được mang đi bằng xe tải hạng nặng. Đại đội trưởng đang điều khiển những chiếc xe từ xa và xếp chúng thành một hàng. Cầu dẫn của nhà ga Krupui có hơi khác một chút về đường tháo rỡ. Đó là những chiếc xe tăng có thể di chuyển ra khỏi toa theo phương ngang vào sân ga. Cũng là hướng đi tiếp theo của nó. Sau khi tháo rỡ, tất cả binh sĩ đều tập hợp để nhận chỉ thị, chỉ rõ các chi tiết và quy luật chuyên chở khí tài hạng nặng bằng xe tải. Những chiếc xe tăng được đưa lên xe tải, những cỗ máy khổng lồ bao giờ cũng dẫn đầu đoàn hành quân trước khi tháo rỡ các khí tài khác. Chúng tôi cũng được sắp xếp ngồi vào khoang của một trong số chúng, và tôi thậm chí còn tranh thủ ngủ một chút khi chiếc Kamaz lái bon bon trên con đường trải nhựa. Sau 20 phút, chúng tôi tới điểm tháo rỡ và tôi đã nhìn thấy doanh trại. Nó được đặt trên một ngọn đồi nhỏ gần sông Kapoka, và nó giống như một khu làng đầy lều, nơi khách du lịch hay tập trung, dù về chi tiết nó có sự khác biệt. Khoảng 3.000 con người đang có mặt tại doanh trại này. Trong khu vực này có cả kho đạn và lương thực, phòng y tế, phòng ăn tập thể, sân chơi thể thao và bãi đậu khí tài. Tất cả mọi người sẽ phải sống ở đây từ 3 đến 4 tháng trong suốt mùa huấn luyện. Việc xây dựng một khu trại đủ cho 3.000 người giữa đồng trống này thật không dễ dàng gì. Thêm nữa, khu trại phải được xây một cách khoa học và chia thành nhiều khu vực. 3 hàng lều cho các binh sĩ, 1 hàng lều cho các sĩ quan. Ngoài ra, còn 1 lều làm nhà ăn tập thể và lều quân y, thậm chí là cả một khu vực tập thể thao phía ngoài. Và các binh sĩ ngay lập tức bắt đầu lắp đặt khu trại với những đồ đạc sinh hoạt cần thiết để chúng có thể trở thành ngôi nhà của họ trong tương lai gần. Nằm tách riêng, hơi cách biệt khỏi khu doanh trại là bãi đậu các khí tài quân sự. Tổng cộng các đoàn tàu quân sự đã mang tới thảo nguyên Volgograd 120 chiếc BMP-3, 33 chiếc MT-LB, 18 dàn pháo phản lực Tornado, 36 pháo tự hành M-Star-S. Cối, tên lửa chống tăng và vô số các loại xe bánh lốp khác. Vâng, những chiếc xe tăng là phần cuối cùng nằm ở phía xa của bãi đậu. Này, chúng ta đã có mặt ở thảo nguyên vùng Volgograd rồi đấy. Chỉ trong 2 ngày, chúng tôi đã mang các khí tài từ Vladikavkaz tới đây, tới thao trường Krupoi với lính xe tăng, nơi họ sẽ làm quen với doanh trại dã chiến và tiếp tục khóa huấn luyện. Tôi rất vui mừng vì tôi đã tham gia cùng với các chàng trai tuyệt vời này, những người đang đeo huy hiệu hình chiếc xe tăng một cách rất tự hào. Làm thế nào để họ có thể điều khiển những khí tài tuyệt vời này? Các bạn sẽ được biết trong chương trình sắp tới. Chuyến hành quân 3 ngày cùng đoàn tàu chuyển quân từ Vladikavkaz tới Volgograd đã kết thúc. Và cả lữ đoàn hiện giờ sẽ phải trải qua 4 tháng huấn luyện với nắng, gió và bụi bặm.
học cách làm việc trong những khu vực mới mẻ và tham gia vào hàng loạt các cuộc tập trận, kiểm tra ngày, đêm để trở thành những chiến binh ở đẳng cấp hoàn toàn khác vào mùa thu. Тому дав масовим фадіше, дав он жарен, мажар джоти хожда, дав фандаг мажрукштента, алвішен дамунда, навонкенен машар.